Hai chị em đang ở chỗ này là gì? Chỗ câu cá hồi ở trên băng đây. Cả nhà mình nhìn ở đằng sau là băng. Không có, mọi người ta đang câu cá hồi đây rất là đông. Khu này rất là đông. Quay tàn cảnh. Ở sau lưng mình đang cái chỗ bán đồ ăn luôn. Nếu mà mình câu cá xong rồi mình có thể đem đi nướng được luôn nha. Giờ là đang chờ mua vé để đi vô đi câu. Câu được là nướng hai chị em ăn tối. Đi qua Hàn Quốc ăn cá. Ăn cá nướng. Câu ở băng. Nhiệt độ bây giờ là bao nhiêu chị? Âm mấy nhỉ? À, âm 3 độ cũng không lạnh lắm đâu, nhưng mà quéo quéo chút.